X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Gia Cát Lượng với địa vị là tướng quốc của nước Thục, đại quyền nắm gọn trong tay, nên sai lầm trong việc nhận xét con người và dòng người xảy ra quá nhiều. Nhưng bản thân Gia Cát Lượng nhìn nhận mình sai chỉ có một lần, đó là dùng sai mã tốc để mất Nhai Đình. Gia Cát Lượng đã gạt lệ chém mã tốc, dâng sớ tự giáng mình xuống 3 cấp. Nhưng người đời sau lại luôn ca tụng Gia Cát Lượng như một vị thánh nhân. Mỗi lần nói tới chém mã tốc là luôn luôn ca ngợi Gia Cát Lượng là người chấp pháp nghiêm minh. Họ không nghiên cứu và tìm hiểu về sai lầm của Gia Cát Lượng mà chỉ tán dương khen tặng ông đã biết rút bài học kinh nghiệm từ sai lầm của mình. Quả thật là con người khi được xem là thánh nhân thì khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm. Mã Tốc bị giết tuổi đời mới 38. Lúc bấy giờ, trong số các quan văn võ nước Thục có thể nói Mã Tốc là một nhân tài hiếm có, là một ngôi sao mới vừa mọc đã vội tắt. Mã Tốc chết thật đáng tiếc. Sau đây, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về việc Gia Cát Lượng gạt lệ chém Mã Tốc. Người xưa có câu, dùng người như dùng đồ vật. Đồ vật có sở đoản và sở trường của nó, khi dùng phải đề cao sở trường và khắc phục sở đoản thì mới là người lãnh đạo sáng suốt. Theo Tam Quốc Chí, Mã Tốc là người tài trí hơn người, thích bàn bạc mưu kế quân sự. Sở trường rõ nhất của ông ta là có một trình độ nghiên cứu nhất định về lý luận quân sự, lại có thể viết lách, có thể nói chuyện. Nếu dùng theo cách nói hiện nay, có thể xem Mã Tốc là một nhân tài tham mưu ưu tú. Đối với mưu lược của Mã Tốc, Gia Cát Lượng tỏ ra tán thưởng. Có những lúc hai người từng ngồi bàn việc quân thâu đêm. Năm Công nguyên 225, giai thoại Gia Cát Lượng xua đại binh Nam Chinh, 7 lần bắt sống Mạnh Hoạch bình định vùng Tây Nam. Sở dĩ có được chiến công này, không thể tách rời vai trò của Mã Tốc. Chính Gia Cát Lượng đã tiếp nhận sách lược tấn công vào lòng người là chính, tấn công vào thành trì là phụ. Chiến tranh bằng tâm lý là chính, chiến tranh bằng binh sĩ là phụ của Mã Tốc. Nhờ sách lược đó mà Gia Cát Lượng đã tha mạng cho Mạnh Hoạch và bình định được vùng Tây Nam. Nhưng Mã Tốc cũng có khuyết điểm rõ rệt, nhất là thiếu kinh nghiệm thực tiễn để đảm đương trách nhiệm một mình trong trường hợp nào đó. Bởi vậy, Lưu Bị lúc sắp chết dặn dò Gia Cát Lượng: Mã Tốc thường nói quá sự thật, không thể dùng vào việc lớn, ngài cần xem xét cho kỹ. Lưu Bị lúc sắp xếp hậu sự ở Vĩnh An cho truyền Gia Cát Lượng có hai việc quan trọng nhất: một là gửi con côi cho Gia Cát Lượng, hai là nhắc Gia Cát Lượng sử dụng Mã Tốc phải cẩn trọng. Qua đó có thể thấy Lưu Bị rất quan tâm tới Mã Tốc. Giá như Gia Cát Lượng chịu phân tích, ghi nhận lời dặn của Lưu Bị, kiên trì để Mã Tốc giữ vai trò tham quân, không đưa Mã Tốc ra tuyến đầu chỉ huy đánh giặc, thì Mã Tốc có lẽ sẽ tác dụng rất tốt trong việc tham mưu. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng không làm được như vậy. Lần đầu ra Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng bỏ rơi Ngụy Diên, Ngô Nhất là những tướng có kinh nghiệm trận mạc, đủ sức thống lĩnh quân đội độc lập tác chiến. Gia Cát Lượng làm trái ý số đông tướng lĩnh, nhất mực đề bạt để Mã Tốc lĩnh ấn tiên phong trong lần Bắc phạt đó. Dùng Mã Tốc như vậy có thể nói là đã bỏ sở trường mà dùng sở đoản của Mã Tốc. Kết quả là trong trận đánh Nhai Đình đó, Mã Tốc đại bại khi đối đầu với các danh tướng của Ngụy Quốc là Trương Cáp, Quách Hoài. Thất bại của Mã Tốc làm quân Thục rối loạn, Gia Cát Lượng phải rút quân. Người đời sau sáng tác ra câu chuyện không thành kế để ca tụng Gia Cát Lượng đứng trước tình hình nguy cấp vẫn không khiếp sợ mà bình tĩnh bày mưu lạ đổi được Tư Mã Ý, đồng thời đem trách nhiệm thất bại của lần ra Kỳ Sơn lần thứ nhất đổ cho hết cho Mã Tốc. Họ bảo Mã Tốc không nghe theo lời Gia Cát Lượng nên mới bại trận. Nhai Đình là một vùng đất bé nhỏ, Gia Cát Lượng ở xa cũng chưa từng có mặt ở đó. Khi hành binh tới Nhai Đình, phải chăng Gia Cát Lượng có dặn dò gì đó, lịch sử không có ghi chép. Điều cần lưu ý, một nhân tài thiếu kinh nghiệm thực chiến, không thích hợp làm tướng tiên phong như Mã Tốc, cho dù Gia Cát Lượng có thực sự dặn dò, nếu không mất Nhai Đình tất cũng sẽ mất ở một nơi khác mà thôi. Khi đối đầu với Mã Tốc đều là những danh tướng nước Ngụy lão luyện. Mã Tốc chết thật là đáng tiếc. Mã Tốc thất bại tại Nhai Đình cần chịu trách nhiệm về quân sự nhưng không đáng chết. Nguyên nhân thất bại của Mã Tốc chủ yếu không phải ở bản thân ông ta, mà chính Gia Cát Lượng đã dồn ông ta vào sở đoản. Đánh thua một trận là bị chém đầu, điều này những quan viên quan trọng thời bấy giờ không ai tán thành. Việc trên phim ảnh hay Tam Quốc Chí nói Mã Tốc lập quân lệnh trạng khi lĩnh ấn tiên phong là hư cấu không có thực trong lịch sử. Rõ ràng là việc chém Mã Tốc hay để ông được đoái công chuộc tội là một vấn đề tranh luận khá gay gắt lúc bấy giờ. Ý kiến của Tưởng Uyển có thể đại biểu cho nhóm ý kiến sau. Ông ta nói, xưa kia, Sở giết đắc thần, về sau Văn Công biết được tỏ ra rất vui mừng. Thiên hạ chưa yên, thế mà lại giết đi một kẻ sĩ có nhiều mưu trí, há chẳng đáng tiếc sao? Việc Tưởng Uyển đề xuất cho Mã Tốc được đoái công chuộc tội là một phương thức cổ nhân thường dùng để trừng phạt những tướng sĩ phạm phải sai lầm và cũng là cách dùng để khích lệ sĩ khí. Nhưng Gia Cát Lượng đã làm trái với ý kiến của số đông, cuối cùng giết chết Mã Tốc. Gia Cát Lượng đã rơi lệ khi chém Mã Tốc, nhưng cũng đừng quên 10 vạn đại quân cũng đã rơi lệ như ông. Giết chết một Mã Tốc dẫn đến toàn quân đau thương rơi lệ, đủ thấy đông đảo quan binh lúc đó đối với cái chết của Mã Tốc tỏ ra không đồng tình và thương tiếc chừng nào. Thử nghĩ, nếu Gia Cát Lượng bình tĩnh phân tích, cân nhắc lợi hại về nguyên nhân thất bại của Mã Tốc, tự mình chịu trách nhiệm cho sự thất bại đó, để cho Mã Tốc đoái công chuộc tội,
Như vậy có lẽ, chắc chắn Mã Tốc sẽ dốc hết sức để vãn hồi ảnh hưởng của chính mình. Làm như vậy sẽ có một tác dụng giáo dục toàn quân to lớn biết bao nhiêu. X51 Story luận bàn. Đối với việc Gia Cát Lượng gạt lệ chém Mã Tốc, qua nhiều thời đại có những góc nhìn và nhận xét khác nhau. Một sử gia thời nhà Tấn nhận xét, Gia Cát Lượng sở dĩ không thể kiêm nhiệm một vai trò của một thượng quốc, há không phải điều đương nhiên đó sao? Nước Thục chiếm giữ một góc xó nghèo nàn, thiếu nhân tài của một thượng quốc, thế mà còn giết các bậc tuấn kiệt để dùng người không có năng lực. Quá nghiêm khắc trong pháp luật hơn là chú trọng gìn giữ nhân tài. Không rút kinh nghiệm sau 3 lần xuất quân thất bại mà muốn thành sự nghiệp lớn, chẳng phải khó sao? Làm người lèo lái thiên hạ, muốn thu gom vật lực mà không lượng tài để dùng đúng chỗ, không tùy từng món đồ để dùng đúng việc. Khi phạm phải sai lầm lớn, lại làm trái với lời cảnh báo trước vị minh chủ, xét xử không đúng, giết người có ích, vậy làm sao bảo người có trí được? Gia Cát Lượng là bậc hùng tài đại lược, nhưng trong việc này đã phạm phải sai lầm. Riêng việc ông nghiêm khắc về mặt kỷ luật với bản thân mình, tự giáng xuống 3 cấp, là điều nên phân biệt với sự sai lầm nói trên. Tinh thần giữ kỷ luật nghiêm khắc đối với mình, bao giờ cũng là điều đáng quý của người lãnh đạo. Bài học về dùng lầm, giết lầm Mã Tốc của Gia Cát Lượng đã nói rõ. Thứ nhất, khi trọng dụng nhân tài, ngoài việc đánh giá một cách toàn diện và công bằng nhược điểm và chỗ thiếu sót của người đó, đối với sở trường và tài năng của người đó, phải có sự phân tích khoa học và cụ thể. Muốn được như vậy phải đi đúng đường lối và lắng nghe tham mưu của tập thể. Thứ hai, tuyển chọn và trọng dụng nhân tài cần phải chú ý đến tập thể. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sai lầm, nếu xử phạt không đúng mức, sẽ không xóa được nỗi bất bình trong tập thể. Khi xử phạt cần tạo cơ hội cho họ sửa đổi, điều đó có tác dụng giáo dục rất quan trọng đối với tập thể. Nếu do sai lầm trong quyết sách dẫn đến sai lầm của người cấp dưới, thì người lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết sách vẫn phải chịu trách nhiệm chính, không nên đổ hết lỗi cho cấp dưới. Gia Cát Lượng dùng người dựa vào sự yêu thích cá nhân, lại luôn chú ý đến thể diện của mình, đã không dùng được sở trường của Mã Tốc, lại không cho Mã Tốc có cơ hội sửa sai, dẫn đến một sự đáng tiếc lớn trong lịch sử thời Tam Quốc. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.